xuyên đạt 35% trên tổng số dân số toàn xã. Suốt học tập và công tác. Mở đầu cho đại hội là lễ diễu hành biểu dương lực lượng. Đây là lực lượng đại diện cho toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Phúc Sơn và các vận động viên về tham dự đại hội. Màn diễu hành bắt đầu. Và là biểu tượng thiêng liêng nhất thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc đánh đuổi quân xâm lược. Biểu tượng trung nhất của dân tộc Việt Nam đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam và đã được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng, khẳng định sự hòa bình, sự hiểu biết lẫn nhau, sự chia sẻ cùng nhau với mục đích tất cả vì một thế giới riêng và tinh thần thể thao cao thượng của Việt Nam nói chung. Hy vọng đại hội thể dục thể thao xã Phúc Sơn lần thứ 6 năm 2021. Ngay sau khi nước nhà vừa giành được cả nước mạnh khỏe, từ đó đến nay phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Biểu tượng của đại hội thể dục thể thao tỉnh là niềm tin, dấu ấn cho sự thành công của các kỳ đại hội thể dục thể thao. Tiếp theo là cuối hồng kỳ, được lực lượng đoàn viên thanh niên xã Phúc Sơn đang rước tiến qua lễ đài. Màu đỏ của lá cờ đang bay phấp phới. Xã Phúc Sơn đang hướng tới tương lai khỏe để học tập tốt, lao động tốt, khỏe để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, văn minh. Tiến vào lễ đài là khối cán bộ, công chức, viên chức đại diện cho tầng lớp trí thức xã nhà. Trong những năm qua, đội ngũ viên đoàn kết, nhiệt tình với lòng yêu nghề, tâm huyết trong giảng dạy để các em học sinh được lớn lên vững vàng với mái trường thân yêu. Bằng sự phấn đấu của mình, các cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiến vào lễ đài là lực lượng đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Phúc Sơn, là lực lượng xung kích trong các phong trào đâu cần thanh niên có, đâu có thanh niên, cùng với các hoạt động của phong trào tuổi trẻ sống đẹp sống có ích, thanh niên khỏe để lập nghiệp và giữ nước, đã được triển khai rộng khắp thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã được quán triệt triển khai sâu rộng tới từng đoàn viên, được đoàn viên thanh niên nhiệt tình hưởng ứng tham gia các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đang tiến vào lễ đài là hội cựu chiến binh với khí thế hào hùng thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 của Đảng bộ Phường, kế tục và phát huy truyền thống anh chiến binh, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào giúp đỡ thương xóa đói giảm nghèo. Hội cựu chiến binh đã có nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng quê hương xã nhà giàu đẹp. Tiếp theo đang tiến vào lễ đài là hội liên hiệp phụ nữ xã, đại diện cho hơn 1.000 hội viên trên toàn xã đến với đại hội. Trong những năm qua, hội phụ nữ xã đã có nhiều chuyển biến về mọi mặt, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hơn thế nữa, chị em phụ nữ đã khẳng định được vai trò vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch vững mạnh, xứng đáng với lá cờ vàng thời kỳ đổi mới. Phụ nữ Việt Nam năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang. Đang tiến vào lễ đài là khối hội nhân dân xã Phúc Sơn. Trong những năm qua, hội đã có nhiều chuyển thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo, lao động có năng suất cao và phong trào xóa đói giảm nghèo trong nông dân. Phong trào thể dục thể thao đã được đông đảo hội viên hội nông dân hăng hái tham gia có nề nếp, trở thành một phong trào hoạt động thường xuyên của hội. Đang tiến vào lễ đài là hội người cao tuổi xã Phúc Sơn với 30 hội viên đại diện cho 565 hộ trong toàn xã. Trong những năm qua và các phong trào tuổi cao gương sáng, nêu gương sáng trong sự ổn định chính trị xã hội, an ninh quốc gia, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trao tặng. Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp theo tiến vào lễ đài là khối lực lượng vũ trang gồm công an và dân quân của xã. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang về chính quyền bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, sẵn sàng lập ra mọi âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế
vào lễ đài là đoàn vận động viên và nhân dân Thôn Tiến. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân Thôn Tiến có nhiều loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên và nhân dân thôn Bó Hoàng, là một trong những thôn có di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh như Thăng Thẩm Hốc, Thẩm Bài, Thác Bò Hoàng. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân các dân tộc thôn Bó Hoàng đã thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, tăng cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đời sống về tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được cải thiện. Đến với đại hội, đoàn vận động viên thôn Bó Hoàng tham gia thi đấu ở tất cả các môn. Chúng ta cùng chúc cho đoàn vận động viên thôn Bó Hoàng sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong đại hội. Còn lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc thôn Long Cuồng luôn đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xã hội, tập trung sản xuất nông lâm nghiệp, thâm canh tăng củ, thi đua xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tích cực xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Chúc cho đoàn vận động viên thôn Long Cuồng thi đấu đạt thành tích cao trong đại hội. Tiếp theo, đoàn nhân dân các dân tộc thôn Bốn Cầu đã đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên và nhân dân thôn Khe Lại, là một thôn nằm ở trung tâm thôn Khe Lại đã hăng say tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Chúng ta cùng chúc cho đoàn vận động viên thôn Khe Lại sẽ đạt được thành tích cao trong đại hội lần này. Tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên và nhân dân thôn Bản Chúa. Trong những năm qua, chúa tham gia thi đấu ở tất cả các môn. Chúng ta cùng chúc mừng cho đoàn vận động viên thôn Bản Chúa sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong đại hội. Đại diện các cấp ủy tầng lớp, nhân dân các dân tộc trong thôn thi đấu ở tất cả các môn.
chúc đội thôn Đà Kết sẽ đạt được thành tích cao trong đại hội lần này. Cùng
toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội Thể dục Thể thao xã Phúc Sơn lần thứ 6 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Quê hương cách mạng Kim Bình đang tiến về lễ đài, ngọn lửa sẽ được cháy, cổ vũ cho phong trào thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân xã Phúc Sơn. Khỏe để học tập, lao động, sáng tạo, khỏe để xây dựng. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Ma Văn Tinh, Bí thư Đảng ủy xã. Vâng, kính thưa đại hội, đồng chí Ma Văn Tinh, Bí thư Đảng ủy xã đã thắp lên ngọn lửa của đại hội và ngọn lửa sẽ được rực sáng trong suốt thời gian. Chúng ta hãy cùng chúc cho đại hội thể dục thể thao xã Phúc Sơn lần thứ 6 năm 2021 thành công tốt đẹp. Nghiêm. Về phía đại biểu huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng xin trân đề nghị nhiệt liệt chào mừng đến dự với đại hội có các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao huyện Chương Hóa lần thứ 9, các đồng chí là chuyên viên phòng văn hóa thông tin thể thao huyện và các cơ quan phụ trách xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu xã Phúc Sơn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ma Văn Tinh, Bí thư Đảng ủy xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Các thị ảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Trổ Văn Học. Đồng chí Trổ Văn Học, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Phúc Sơn lần thứ 6, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu thành phần dự đại hội ngày hôm nay có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã khóa 17, lãnh đạo thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, lãnh đạo trạm kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn, các đồng chí hiệu trưởng các trường học trên địa bàn, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí thành viên ban tổ chức đại hội, thành viên các tổ trọng tài và đặc biệt là có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân các dân tộc xã Phúc Sơn, các vận động viên và các em học sinh trên địa bàn xã Phúc Sơn, một lần nữa đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Xin mời đại diện của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phúc Sơn và trường tiểu học. Cảm ơn đồng chí Trưởng Văn Học, trưởng ban tổ chức đại hội thể dục thể thao xã Phúc Sơn.